mình lãnh cái số cho mình đi bán nữa mấy bạn. Ghê không? Nhưng mà mình không có mắc cỡ đâu nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của mình. Hôm nay mình ăn heo mọi nướng nè mấy bạn. Với lại hôm nay có một cái đặc biệt nữa là mình giới thiệu với mấy bạn là ớt chuông. Cái công dụng của nó đặc biệt lắm mấy bạn. Để tí mình ăn rồi mình nói sao nha. Mời mấy bạn ăn heo với mình nha. Cái này ổn, cái này là heo gừng chứ không phải là heo mỏi mấy bạn. Mời mấy bạn ăn nha, cái này heo gừng nướng á. Mời mấy bạn ăn với mình nha. Cái này là nước nước chấm này là người ta cho rồi mấy bạn. Theo mình nghĩ là cái này là chắc tương ớt với lại nước tương á mà người ta pha á, ăn cũng vừa miệng á. Ngon lắm rồi. Mình cũng hay ăn cái này lắm á. Cái này là người ta ướp xả à. Hay mình thấy nha, mình không thấy người ta ướp tận mắt. Nhưng mà mình ăn mình cảm nhận được là có xả. Xả với lại sa tế, ngũ vị hương các bạn, nó thơm mùi ngũ vị hương lắm. Còn rau là có lá mơ nè. Với mấy loại ngò, ổn gì nè, rau quế mấy bạn. Cái này là người ta cho. Rồi cải. Cái này là thịt thịt ba gọi mấy bạn. Ba gọi có heo gừng á. Có da, có thịt mỡ, có nạc. Cái này á mình mua có nướng cái kiểu nướng Tây Bắc á, mình mua cô đó là người Bắc, thấy cô có bán chung với heo mà heo quay mà người ta để nguyên con á, rồi cô chặt hay cô bán á, mình mua chỗ đó luôn á, ở trong lá mắt mắt mặt đó nguyên con heo luôn. Còn hôm nay ăn ớt chuông nữa mấy bạn. Thường ngày mình cũng có ăn. Là tại bữa nay mình quay á, mình giới thiệu với mấy bạn luôn. Cho mấy bạn biết mà mấy bạn ăn nó tốt lắm á. Cái này người ta bán sâu. Mình mua 3 sâu á, một sâu vậy là 80.000. Hồi đó thì mua, nếu mà mua 240 á. Nếu mà mua một sâu nó có 3 cái chia ra này nè. Chỗ mình mua một chia người ta bán 30.000. Mà mình mua 3 cái thì 80.000. Còn mua nếu mà mua 3 sâu vậy đó là 240. Mà hồi xưa hồi lúc mà trước vụ mà heo lên á, mua 240 ăn chắc nó gấp rưỡi cái này á mấy bạn. Còn bây giờ ít quá, nhiều quá thì mình sợ ăn không hết. Nước này nó ngọt ngọt, nó cũng mặn mặn, nó hơi hơi mặn thôi, nhưng mà nó nghiêng về vị ngọt hơn, ăn ngon lắm. Mấy bạn, ta ướp nè, nhìn hấp dẫn ghê á, ăn vô thì nó thơm mùi ngũ vị hương.
chôn này mình giống với lại mayonnaise. Ăn sống á mấy bạn, tốt lắm á. Bạn nào ăn sống không được á thì mấy bạn có thể nướng lên, nướng hoặc là mình xào với xào rau củ gì á. Tại vì ăn cái này á mỗi ngày mình chỉ ăn có một trái thôi, sáng nó dậy hoặc là trưa trưa mình ăn. Từ hồi biết nó tới giờ hôm nay cái này hot lắm á, về ta phát hiện ra công dụng nó. Nó ăn á nó làm cho mình nó không có hấp thụ chất béo nè, rồi đẹp da rồi sáng mắt nữa. Nói chung nhiều cái nó công dụng nhiều cái tốt lắm, giá cũng rẻ mấy bạn, nó tầm 60-70 nghìn một ký rồi, dễ ăn lắm. Hồi đó mình lúc mình mới ăn thì nó khó ăn, nó hơi khó khó thôi chứ nó không khó lắm. Sau này ăn lần lần cũng được, giống như mình nói mình ăn cà chua cũng vậy, nó ngọt ngon. Mình ăn mình mua trái đỏ rồi, còn cái trái xanh này là chưa bao giờ ăn cái màu xanh này, không biết nó ra sao. Không có cay, ớt này là đâu có cay, chắc mấy bạn cũng biết rồi. Nhưng mà nó tốt á, thì mấy bạn nhén mấy bạn ăn nó rất là cực kỳ dễ ăn luôn, ngọt lắm, dễ ăn cà chua nhiều. Thôi mình nghĩ cái nào mà màu sắc tự nhiên giống nè, cái trái mà màu sắc tự nhiên giống nè là nó tốt lắm mấy bạn. Còn cái này ăn không có bị mập, ăn chấm cái này cho nó đỡ ngán hơn. Tí nữa mình ăn trái xanh nó coi nó ra làm sao, tại vì cũng chưa bao giờ thử. Hồi nhỏ tới lớn á mình cũng nói chung là mình cũng hơi điệu điệu á, mình cũng chú trọng tới cái da của mình đó mấy bạn, nên cái nào mình nghe đẹp đẹp da cái là mình ăn. À cái này á là về cái này với lại cà chua là ăn á là da bóng luôn á, bởi mình ít lỗ mụn á, mình nổi lên mình nổi cục binh lớn. Bây giờ vô mùa hè mấy bạn là dễ dễ nó nóng nực, nó ẩm với lại đi ra nắng là dễ nổi mụn lắm. Chịu khó chăm chút cái da mình, tại vì cái mặt tiền mà tay chân thì nó cũng không quan trọng, còn cái mặt thì mình giao tiếp rồi người ta nhìn được cái mặt mình cho nó dễ nhìn tí. Ngon lắm mấy bạn. Chứ mình ăn trái xanh cái này để dành cho chắc này để dành ai ăn cho đỡ tốn tiền, tốt lắm mấy bạn. Có vitamin mình đọc ở trên mạng có vitamin
C nè, vitamin E nè, với lại cái lượng calo trong cái trái này nó ít lắm, nó tầm 30-40. Ông này nè, ông nội này mới mập nữa, mỡ, nhưng mà heo gừng thì nó ít mỡ hơn cái heo của mình, heo mình ăn thường á. Mình tính quay chiều các bạn, mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó nghỉ học rồi nên chiều nó tập trung ở dưới, mấy chục đứa dưới dưới nhà nó chơi dưới nên ồn á, mình không có quay được. Tôi tính quay chiều anh tối ngủ sớm mà nó ồn quá trời luôn, tôi nghĩ là nó quậy ghê quá. Không thôi thì tụi nó gặp thêm đó, tụi nó cũng về về đó nữa. Bây giờ mấy đứa nhỏ cực, nghỉ hè cũng không được nghỉ trọn vẹn, nó phải đi học thêm hè, học hè rồi đi này đi học tiếng Anh đồ này nọ nữa. Rồi như mình hồi đó, cái thời của mình đi học hồi nhỏ tầm lớp 5, lớp 6, lớp 4, lớp 5, lớp 6, 7, 8, 9 nữa. Tới 10, 11, 12, cấp 3 thì mới đi học thêm rồi. Cái hồi nhỏ thì đâu có, nghỉ hè là nghỉ luôn ở nhà. Là đen thui thù lùi luôn, nó chạy đi chơi suốt. Có nhớ có năm mình, mẹ mình lãnh vé số cho mình đi bán nữa mấy bạn. Ghê không? Nhưng mà mình không có mắc cỡ đâu nha. Mình với ông anh mình năm đó nghỉ hè, như mình nhớ là năm lớp 6, lớp 7 nữa. Mình với ông anh mình đi bán, mẹ lãnh lúc đó hai trợ số có 2.000 một tờ thôi. Mẹ lãnh cho đứa vậy mấy chục tờ, như 50 tờ, 60 tờ những đứa. Mình đi bán lúc đó mình mập bẩm sinh đó mấy bạn. Mình mập á, cái người ta thấy thấy cưng quá, với lại á, mình không có mắc cỡ, mình nói tiền cầm tiền mình làm ra giống như là nhỏ là mình có ý thức gì rồi, không bao giờ mắc cỡ. Thấy không, mình đi ra mới rời khỏi nhà, chưa chưa đi ra khỏi sớm nữa là mình bán muốn gần hơn nữa đó, người mua 5 tờ, người mua 7 tờ, người mua 10 tờ, lúc có 2.000 tờ trúng được có 50 triệu giải đặc biệt á. Đâu rồi bây giờ là 10.000 rồi chứ. Cái em mua vậy á, còn ông anh mình á, ông anh con cậu á, ổng mắc cỡ, ổng đâu có thèm giao đâu, ổng đi bán số mà ổng giấu không, mà ổng bỏ trong túi em á, cái đi bán cuối cùng về chiều á, mẹ hỏi bán hết chưa, mình thì hết rồi, còn ổng hả, ổng còn một đống luôn, là cuối cùng là ôm đâu có lời đâu, đó bán 2.000 tờ, 2.000 tờ là lời có mấy trăm đồng, nhưng có trăm mấy 200 đồng tờ. Mà vui lắm mấy bạn. Đi chơi á, mẹ đâu có đòi cho đi chơi xa đâu, còn đi bán vậy á. Mà đi bán cái đó là kiểu như bán kiếm thêm thôi, chứ không phải là cái nghề hồi nhỏ là bán số. Nhỏ là đi học. Cái là mẹ đi chơi mẹ đâu có cho đi xa, đi xa là xách cây đập thấy bà luôn. Còn đi bán á, là tự hai đứa, hai chiếc xe đạp đi hả, từ trong nhóm mình đi lúc đó chạy cái cầu Mỹ Thuận, lúc mà cầu Mỹ Thuận còn hot đó, được đi cầu Mỹ Thuận khoái lắm, chạy qua tới tới bên cầu Mỹ Thuận cũng cả chục cây á, chọi chạy đi về á, cuối cùng trễ lại bị la quá trời luôn, bán hết rồi chạy vòng vòng đi chơi đó. Nhớ lại hồi đó cái gì mình cũng làm rồi, vậy ra đời nó khỏi sợ bị
mẹ ấy bị đói, đường cũng ra trạm rồi. Lớn hơn chút nữa thì nghỉ hè năm, hình như là mấy số là năm lớp 5, lớp 6 gì đó. Còn nhỏ xíu rồi mà mặt của mình bịt đen thui lùi thấy ghê lắm. Còn năm lớp 6, lớp 7, lớp 7, nghỉ hè năm lớp 7 là tưởng đâu đó là bị nghỉ học luôn rồi. Tới trụ trường đi làm, mẹ đi làm nó ngoài Long Khánh đó, quê ở Tiền Giang. Mẹ ra Long Khánh Đồng Nai làm, cái mẹ kêu đi theo cũng đòi heo nữa, cái kêu đi theo làm cũng 3 tháng hè làm ở ngoài xong, cái bây giờ là đúng là ngay ngày tụ trường luôn, đâu có đồ gì đâu, tại đâu đâu có dự định là đi học lại đâu. Cái nó về về cái đi tụ trường đó, mặc cái bộ đồ cũ của năm lớp 6 chặt nứt luôn, nhớ tới bây giờ luôn. Là hên là mới đi học lại, chứ không là bị ruban rồi. Đúng là cái số mà mình được học, tính là lúc đó là nghỉ rồi đó chứ. Nói chung cái chuyện mà cái thời học sinh nó kể không biết bao nhiêu tập mà cho nó đủ luôn đó. Vui lắm, nhiều chuyện lắm, đánh lộn đánh lạo ha, trốn học rồi ha, cúp cua rồi đủ thứ á. Lần lần nữa mình kể cho mấy bạn nghe, ai cũng có học sinh đó, nhớ hoài luôn. Bây giờ gặp lại bạn học thì nhớ mất cười lắm, mới lớp đánh lộn là sớm vậy, gặp lại mắc cỡ, nhiều khi không thèm nói chuyện, không tự nhiên ấy ngại không nói, chứ không phải là sợ mà không nói. Vui lắm, ngon lắm. Miệt mài cái chuyện quá nhưng mà ăn vẫn ăn nè, thì giấm rồi thì giấm được hết rồi. Ngon lắm. Cái lá mơ này các bạn, mình thích nhìn nó ghê đó, nhưng mà ăn vô thì nó khó ăn quá. Hôm mất chắc mình ít ăn cái này lại quá. Làm như ăn cái này nó không hợp với ăn lá đó. Cái bữa mình ăn lòng á, bữa mình ăn lòng là ăn với lá này cũng ngon lắm á. Mà sao nó đang ăn vô nó lãng lãng. Nó hồi ăn xong mình quặn cái ớt xanh nó làm nó dày dài quá à, mỡ nó ngọt, thịt thì thơm. Sau vườn mình hết sảy rồi nó chỉ ăn cỏ rồi, nó không có ăn tạp giống như mình đâu. Nhưng mà nhìn bộ gió nó dữ tợn thì hạ, mà nó nhìn mặt hung dữ ra vườn á. Nói chung mấy con mà ở trong rừng á, nhìn con nào cũng dữ tợn, con mèo rừng rồi cũng vậy á, con gà rừng cũng vậy đó mấy bạn. Còn cái con mình nuôi ở nhà giống như nó bị thuần quá rồi đó. Nó không có dữ bằng mấy con ở trong rừng. Bé mấy con dữ dữ ăn thịt nó mới ngon. Giống như mấy bạn mà đi ra chợ mua cá lóc á, lúc nào cũng vậy, con cá lóc đồng nó ăn nó sẽ ngon hơn con cá lóc nuôi. Rồi cá lóc nuôi nó ăn được không? Mấy bạn đó, mua ớt ăn đi, mình thấy ớt tốt đó. Ăn một lần đi, dễ ăn á. Mình như ở trứng mình
cái gì mình cũng thử, bởi ít khi nào cái gì mình ăn không được. Có nhiều bạn ở miền Tây á, các bạn ở miền Tây miền Nam á, mà đặc biệt cái ăn biết gì không, không biết ăn nước mắm, giống như nó không có thử, không có dám thử, kiểu như cái món đó là nghĩ trong đầu mình là không có biết ăn rồi nên không có thử. Còn mình cái gì mình cũng thử. Cái gì ăn cũng được nên nó dễ mặc nè. Quan trọng là hít nhiều hít ít thôi, chứ cái gì cũng ăn được. Nôm ăn trái xanh đúng không? Không biết là sao nó ngon hơn trái đỏ nữa. Có xả nữa mấy bạn. Ăn cái này cứ nhớ heo quay, chắc bữa nào ăn heo quay quá, một ngày ăn quay nhất. Thường hồi heo lên đó, tức là heo bị bệnh đó mấy bạn, cũng hạn chế ăn mấy con heo mà phước mặt đó, giống như heo tươi á, như heo trong siêu thị thì mình ăn được, còn giống như heo quay á, 10 phần á, chỉ 5 phần người ta làm nó sạch thôi. Chứ đa số người ta heo cũ rồi người ta đem ra ta quay mà ăn là bệ làm bạ đau bụng chết luôn, ngộ độc nữa, đau bụng thì nói gì. Nhưng từ lúc hai bệnh cũng hạn chế rồi. Để mình xử tốt nha. Đó là dễ thương các bạn. Cắn là thơm lắm á. Nó rửa nè, còn đụng nước nè. À, mời mấy bạn ăn nha, thử đi nha. Phiên thật lòng luôn á. Cũng y chang vậy nè mấy bạn, nhưng mà cái ớt xanh này nè, cái mùi ớt của nó ấy, nó gắt hơn cái mùi ớt của trái ớt đỏ, ngộ đó, mà thơm thơm hơn trái ớt đỏ nhiều, tại vì cái mùi ớt của nó ngọt, cũng ngọt y chang cái ớt đỏ nè mấy bạn. Mình nghĩ ăn sống nên sẽ tốt hơn đó. Còn mấy bạn ví dụ như ăn sống không được thì mấy bạn chế biến ra. Cắn nó rớt ở trong rồi. Thử nó cái hộp đó. Cái hộp thì mình không có ăn. Tại đó giờ không có ăn hộp. Mà trái ớt thường của mình đó là cái hột của nó là cay, cay là do cái hột á. Mình mua ba trái này có 25.000 chứ mấy. Tổng thiệt hại hôm nay, cái buổi ăn hôm nay chưa tới 300 ngàn nữa. Ngon quá rồi.
sao dần 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 tới cái cuốn nó hơi bị lạc, nhưng mà vẫn thơm nữa. Ở dưới người ta giao hàng cái bánh có xanh nữa đây, giống như mấy ông lại mấy ông canh đó. Mình quay cái mấy ổng ở dưới, mấy ổng ồn ào ở dưới. Gần nó lạc quá, gần nó cuốn nó bị lạc, nó chưa truyền hết chất dinh dưỡng qua cái cuốn như sao đó. Thôi cái trái này để dành mai mình ăn cho đỡ tốn tiền. Xong rồi đó mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã xem video nha. Hôm nay ăn cái này là ngon lắm, là ăn cái này là thơm mùi heo gừng với lại ngũ vị rồi á, ngon cực kỳ. Ở cái ớt này á, khuyên mấy bạn nên ăn thì tốt lắm á. Cảm ơn mấy bạn đã xem video, chúc các bạn ngủ ngon, bye bye. À, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, nha, bye bye.